Thưa quý vị và các bạn, để hình thành văn hóa khi tham gia giao thông, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đang tập trung các giải pháp nhằm xây dựng văn hóa giao thông từ cơ sở, chú trọng tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông đến mỗi tổ dân phố, trong từng hộ gia đình, qua đó hướng tới cộng đồng văn minh hơn, an toàn hơn khi tham gia giao thông, hạn chế những tai nạn, thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. 3 năm qua, tổ dân phố Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà không có người vi phạm luật giao thông đường bộ bị xử lý. Kết quả này là do địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, tổ dân phố đưa tiêu chí văn hóa tham gia giao thông vào bình xét gia đình văn hóa hàng năm. Nói với nhân dân là đã uống rượu bia là không nên tham gia giao thông. Vì cái đấy nó mang không mang được hàm ích gì cả, mà chỉ mang cho cái hại cho gia đình, rồi xã hội. Không may mà va quẹt thì là nó khổ cho mọi người. Quy định của luật giao thông đường bộ mà tổ dân phố đã đưa và chúng tôi đều đã ký cam kết là chấp hành nghiêm túc. Xác định nhiệm vụ trọng tâm đến nâng cao ý thức của người tham gia giao thông là công tác tuyên truyền. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bảo Thắng đã tổ chức 87 buổi tuyên truyền, thu hút trên 55.000 lượt người tham gia, duy trì 58 mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đến nay địa phương giảm cả 3 tiêu chí, số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tôi đã sao gửi tài liệu đưa đến các tổ dân phố, các thôn bản và đặc biệt là bây giờ là lực lượng an ninh tại cơ sở. Đây là một cánh tay nối dài của lực lượng công an chúng tôi. Với nhiều giải pháp, trọng tâm là phối hợp trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. 9 tháng năm 2024, lực lượng chức năng của tỉnh tổ chức cho hơn 70.000 học sinh, giáo viên ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ. Hơn 25.000 người ký cam kết không giao xe cho học sinh, sinh viên không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thu hút trên 90.000 bài dự thi, xây dựng 330 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Thông qua cái việc xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng thì chúng tôi mong muốn sẽ góp phần giúp cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh hình thành những cái chuẩn mực, những cái thói quen và tham gia giao thông một cách là lịch sự, văn minh. Cùng với tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, thì việc hình thành văn hóa giao thông có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới xây dựng cộng đồng văn minh, có văn hóa khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn từ ý thức chủ quan của mỗi người. Xem qua, xem như anh này.